Xin chào các bạn, mình là Minh Trang. Hiện tại thì mình mới được tặng một bộ sản phẩm trị mụn của Bisky. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bộ sản phẩm này có những gì nhé. Đầu tiên là bánh xà phòng Indochine. Bánh xà phòng này thì được chiết xuất từ nước ép rau má, rau diếp cá và dầu mù u, có tác dụng rất tốt cho những da có mụn, giúp kiềm dầu và làm sạch da. Và đây cũng là sản phẩm handmade hoàn toàn. Và đây là bánh xà phòng thứ hai, bánh xà phòng Turmeric. Bánh xà phòng này thì được chiết xuất từ nghệ đen, giúp điều trị mụn và những vết thâm sau khi mụn. Và bánh xà phòng này thì thường được dùng cho da khô. Và đây là loại sản phẩm thứ ba là bánh xà phòng Green Tea. Và đây cũng là loại mà Trang rất ưa thích. Sản phẩm Green Tea thì được chiết xuất từ trà xanh. Các bạn có thể hiểu được trà xanh có tác dụng giúp làm dịu da và sáng da rất tốt đúng không? Ngoài ra sản phẩm này còn giúp trị mụn cám và mụn đầu đen, cân bằng độ ẩm cũng rất tốt nữa. Vì là trà xanh thần thánh mà. Cách dùng thì vô cùng đơn giản. Các bạn làm ướt tay và mặt, vuốt nhẹ qua bánh xà phòng và xoa bàn tay vào nhau để tạo bọt. Sau đó rửa mặt nhẹ nhàng rồi rửa lại với nước sạch là xong. Sản phẩm tiếp theo trong bộ trị mụn này thì là Toner Wick Heather. Sản phẩm này được chiết xuất từ lá cây Wick Heather hay còn gọi là cây phỉ ở vùng Bắc Mỹ. Có tác dụng vô cùng tốt cho da bị viêm và giúp se khít lỗ chân lông. Các bạn hãy nhớ một điều, da càng thiếu nước thì càng tiết nhiều dầu. Và toner này thì giúp kiềm dầu và cấp nước cho da, giúp cho làn da của chúng ta luôn đủ độ ẩm, kiềm dầu và kháng viêm. Sau khi rửa mặt sạch với xà phòng handmade, các bạn dùng toner bằng cách xịt toner vào bông tẩy trang, sau đó lau nhẹ nhàng lên mặt. Hoặc có một cách khác là xịt trực tiếp toner lên mặt giống như các bạn vẫn dùng xịt khoáng hàng ngày. Và Trang thì rất thích cách sử dụng này vì vừa tiết kiệm thời gian mà tác dụng thì cũng như nhau. Và đây là sản phẩm cuối cùng dành cho các bước trị mụn, chính là gel trị mụn Bisky. Và đây cũng là sản phẩm chuyên biệt được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Chiết xuất hành tím có tác dụng chống sưng, chiết xuất măng cụt chống oxy hóa, tinh chất tràm trà giúp kháng khuẩn. Ngoài các hoạt chất chính giúp trị mụn thì ở đây còn kết hợp thêm cam thảo, mâm xôi và cúc giúp làm dịu da và mờ vết thâm. Bước cuối cùng của liệu trình này, các bạn thoa một lớp mỏng gel lên vùng da bị mụn, có thể thoa ngày 1 đến 2 lần. Theo mình thì chăm sóc da là một việc vô cùng quan trọng để giúp phụ nữ chúng mình có một làn da trẻ đẹp và khỏe mạnh hơn. Vì vậy, các bạn đừng có lười, hãy chăm sóc da của mình bằng bộ sản phẩm trị mụn Bisky để có một làn da tươi trẻ và khỏe mạnh hơn nhé. Bye bye!